Đây nha, mình tới mình hái mớ cà chua nha các bạn. Cà chua thì chín rất là nhiều hôm nay. Mình sẽ hái cà chua bi đỏ nha các bạn. Trái nhìn hấp dẫn chưa nè. Đó, khi nào cà chua chín á, là cái lá của cà chua nó bị vàng vàng đó các bạn. Bên kia kìa. Đó, một mớ cà chua chín hôm nay ha. Bây giờ kiếm chỗ để cái rổ nè. Đó, nhét cái rổ vô đây. Rồi mình hái, mình thả xuống đây nha. Quá chừng đã nè. Bạn thấy hấp dẫn chưa? Cà chua này mà hái vô á, ăn sống cũng ngon nè. Làm mà salad nè. Hái. Nói nhiều nữa, hái thôi. Đã chưa các bạn? Đó. Hái được mấy trái là đầy tay. Ngon ha. Mấy trái rồi? 2, 4, 5, 6, 6 trái rồi. Sắp đầy tay rồi đó. Wow. Ngon ha. Đây. Đã thì. Ngon quá chừng. Trồng trái cây nào cũng cảm thấy thích hết trơn các bạn. Mấy trái này mình hái luôn, sẵn hái luôn để vô một hai ngày nữa là nó sẽ chín đỏ các bạn. Ngon chưa? Những trái cà chua bóng lưỡng luôn. Bên này nữa nè, nhóc bên này nè, hái đã thiệt là đã. Đó, dán mấy ngày không hái trái cây giờ mình ra mình hái thiệt là đã tay các bạn. Trồng chỉ mong tới ngày được hái như thế này thôi à. Trái cà chua lăn bi bi quá là thích ha. Ở đây nữa, hái thôi, nhanh tay lên, trời sắp mưa rồi các bạn. Đó, mấy ngày hôm nay cứ mưa bay bay thôi, không có mưa lớn mà lạnh rồi, đầy tay rồi, bỏ vô. Hôm nay thu nhiều cà chua các bạn ha, nhìn đã hết sức luôn. Đó. Quá ngon. Rồi, đây, dưới này nữa. Dưới này nữa, cái trái nhỏ nhỏ này. Đó, cái chùm của nó còn lại này. Hai trái, ba trái nhỏ nhỏ. Thôi trái này để lại đi. Ngon chưa? Sắp hết mặt bằng của cái rổ rồi. Đó. Cái rổ màu xanh xanh, đựng mấy trái cà chua màu đỏ đỏ. Quá chừng là cà chua. Hi, ngon ha. Còn một mớ trái xanh nữa, không biết có chín kịp không ha. Chắc kịp á. Tới cuối tháng 10 cà chua mới hư hết. Đầu tháng 11 á. Ở đây nữa này. Đây cũng có nữa này. Wow, một chùm này luôn. Chùm này luôn nè. Ngon chưa? Không ngờ hôm nay hái nhiều cà chua thiệt đó. Các bạn thấy thích không? Nhớ trồng cà chua nha. Mình đã có video ươm hạt cà chua, ươm tất cả các loại hạt. Các bạn vô xem trồng. Và thiệt là hái cho đã tay nè. Ăn còn ngon nữa chứ. Rồi, đã hái xong rồi đó. Còn nữa không? Nè, cà chua gì mà nó ra thấy thương à. Chùm. Đây, đây. Đây, quá chừng khi nào nó chín. Đó, các bạn thấy chưa? Dính đất mà còn dính chùm như vậy. Thấy rõ chưa? Đó, còn ra thêm những cái mới nữa nè. Wow, đã thiệt. Đây. Dễ thương hết sức luôn. Rồi, hái được chừng này cà chua. Wow, ở đây còn nữa nè. Cái rổ nó che không thấy, bây giờ thấy nè các bạn. Đây nè. Làm sao? Qua đây. Còn nhiều á, bứt một cái một hết luôn ha. Hấp dẫn các bạn. Nhìn thèm thiệt á. Hái mà nước miếng mình chảy nước miếng ra luôn, muốn ăn liền. Mình chút xíu vô nhà rửa sơ đi rồi ăn ha. Đó. Tắt hai cái video ra. Ăn một cái, còn một cái thì hái để cho các bạn xem. Đây.
nhìn cái rổ nó nằm sợ đổ quá. Đó, cái cây này mình tưởng hết rồi mà đâu có hết đâu. Còn nè, ngon quá chừng. Đây nữa, trái gì đâu mà đeo tư ở trên ngọn rồi bu xuống tới gốc luôn à. Ngon chưa, hết chỗ nằm rồi. Ngon ha. Còn nữa không? Wow, bên kia nè. Cái này chắc mấy ngày nữa mình ra hái ok ha. Bây giờ hái nhiều quá rồi, ăn có hết đâu. Rồi, còn nữa không? Ở trên này xem có trái nào chín không. Cây này thì bự nè, cây cà chua bự này có trái nào chín không? Toàn là trái xanh thôi. Trái xanh nè, chưa chín các bạn ơi. Chưa chín. Đây, cây này thì có vài trái chín nè. Đó, nguyên một chùm. Chín được 3 trái. Một trái hường, 2 trái và 1 trái hường. Ngon ha. Ở đây mình trồng cà chua nhỏ, cà chua lớn chung vô một chậu các bạn. Nhìn cái trái cân, thiệt là cân. Đó, nhìn ở trên này, không dám lật ở dưới nữa. Rồi, bỏ tiếp vô đây. Đó, hái được một rổ cà chua nha. Đây, chưa tới rổ đâu, cứ nói rổ cho nó sang đi. Đó, hái thôi, còn nữa không? Còn nữa không đây? Đây đây, ở trong này, nó núp ở trong này nè các bạn. Núp gì cho kỹ vậy, ra đây. Cà chua nó núp rồi, ra đây. Mình kéo nó ra. Đó. Thôi, cắt 3 trái này đi rồi hái tiếp. Chưa gì đã được một mớ rồi nè các bạn. Ngon quá. Này, để mình. Để mình kéo cái nhành này ra mình hái cho các bạn xem. Đó, ở trong này thì các bạn thấy không? Đó, nó ở trong. Bây giờ mình kéo cái nhành này ra mình hái này. Đó, một cái chùm của nó ra thứ tự ha, thẳng hàng. Đó, các bạn thấy chưa? Giờ hái nè, một trái, hai trái. Đó, sao trơn quá vậy, ba trái. Rồi, rớt rồi. Rớt lượm vô 4 trái nè. Ngon cà chua, ngon quá các bạn ơi. Mê thiệt đó, sang năm trồng nhiều nữa nha. Năm nào cũng nói trồng nhiều lên, trồng nhiều lên. Nhưng mà tùy khí hậu các bạn. Tùy khí hậu nó có cho mình thu hay không. Đây nữa, tưởng hết rồi chứ. Hái thôi, nhìn mê chưa. Vui quá các bạn ơi. Đó, buồn buồn cứ ra hái trái cây đi là vui liền các bạn. Thiệt đã nè. Đây đây, đây cái chùm bự này nó rớt một trái cà chua xanh rồi. Cà chua xanh thỏ thích lắm đó các bạn. Tí cho con thỏ nha. Thỏ mê lắm. Các bạn, cà chua xanh thỏ rất là thích. Năm nào cuối mùa cà chua mình cũng cắt nguyên cái cây cà chua, mình cho thỏ ăn nguyên cây luôn. Thích lắm, ăn nguyên cả gốc, cả lá luôn các bạn. Thỏ mê mấy cái lá cà chua này. Đây, tiếp tục. Cà chua này mình trồng là phân bón rau quả dư thừa đó các bạn. Đó, rau quả dư thừa thôi, cơm thừa rồi trộn hết vô trong này mà trồng nó tốt. Tốt quá, ở trong này có cái trái ngộ chưa. Ngộ quá chừng ha. Hái nè. Ngon chưa, hấp dẫn thiệt là đã nè. Tội nghiệp cái cành cà chua của mình nè các bạn. Mình chưa cột cái cành lên nó ra trái nhiều chưa. Ra hai trái bự nè. Dắt nó vô đây. Đó, dắt nó vô đó. Được hai trái, thiệt là bự. May không mình đi ngang qua mình đạp rồi. Thấy ngon quá ha. Hai trái bự quá chừng. Các bạn thấy hai trái chưa? Nó quay ở dưới thì sợ nó bị bể. Đụng nhẹ là nó bể liền. Đó, các bạn thấy hai trái cà chua mình mới gác lên nè. Nhìn ngon ha. Bự thiệt là bự, thương thiệt là thương. Nhìn giống mấy cái lồng đèn ha. Chín đỏ mới giống lồng đèn. Ngon quá. Thôi, tiếp tục. Đi xuống dưới này có cà chua đen không? Hái vài trái.
cà chua đen đây nè. Coi có trái nào chín, cà chua đen chín không. Còn đây là cây cà chua vàng. Cây cà chua vàng của mình ra trái rất là mê. Để mình xem, mình xem có trái nào chín không. Nè các bạn, nhìn cái trái nó bự, thiệt là bự ha. Đó, ngon, ngon quá. Nhìn là muốn ăn liền. Đó, ở đây nữa nè. Nhiều lắm. Chùm đây. Không dám cầm các bạn. Cầm vô sợ nó rớt. Cầm nhẹ nhẹ nó cũng rớt nữa. Bây giờ nó nặng rồi đó. Quá chừng ha. Trên này nữa. Mình xem coi có trái nào chín không. Này. Ra trái thấy đã chưa. Đó, các bạn thấy không. Đây. Rồi đây đây. Quá chừng trái. Nhìn trái thấy thương chưa. Mê không. Rồi lên trên nữa nè. Đó. Đã. Cây này nó chín nó màu vàng nha. Chùm chùm chùm. Này. Nhìn mê chưa. Bên kia nữa kìa. Một cây mà nó ra thấy thương chưa. Đó. Hết quay bên ngõ này rồi đến quay bên ngõ khác. Cái ngõ này, cái trái này nó bự hết sức luôn. Ôi, dò dò xem có trái nào chín. Wow, trái này chín rồi các bạn. Ngon ha. Trái vàng đó. Hay là mình để thêm mấy ngày nữa cho nó vàng. Thôi hái đi ha. Để mấy ngày sau này nó tới nó ăn á. Đó, một trái đầu tiên. Oh, cẩm diễm rớt cái chân á. Nè. Trái màu vàng đầu tiên của cà chua vàng chín. Để đây. Nhìn rổ cà chua đẹp chưa. Để đây đi ha. Ok, hai trái hai bên. Rồi, đó các bạn thấy chưa? Gần cái cây màu tím là coi như mình đủ màu hả? Vàng, xanh, đỏ, rồi đen, rồi tím. cà chua hái cũng mê hơn, cũng mê giống dâu vậy. Rồi, hái được trái cà chua vàng với mớ cà chua bi rồi đó các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ tới đây mình hái cà chua đen nha. Nhìn cà chua đen nè. Coi trái nào ửng ửng hồng hồng đỏ đỏ hái. À, trong này nè, núp ở trong này. Ngon chưa? Một trái cà chua đen. À, bây giờ giống chiếc xuồng ha, chiếc thuyền ha. Chở nguyên một xuồng cà chua đi nè. Ở trong này nữa. Trong này. Xa quá vậy. À, mắc kẹt cái tay trong này rồi. Hái một trái. Đây. Hai trái cà chua đen đã chín. Tất cả là ba trái hôm nay. Ngon ha. Đó. Vậy là ai cũng thích trồng cà chua rồi. Thôi, mình để cái bề đen nó đẹp hơn á. Đó, ok, để vậy đi. Thiệt đã nè. Còn trái nào nữa không? Trên này có trái nào không? Trái nào muốn chín nữa? Hết rồi đó ha. Hết rồi đó các bạn. Rồi, đã thu được một mớ cà chua. Ha ha ha. Hôm nay lụi cụi hái được hai loại trái cây nè. Một loại là rau quả cà chua. Nhìn đẹp mắt hết sức ha. Nhìn quá xinh luôn. Rồi, một loại là trái cây dâu. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác. Mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.